Mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn rất là khó khăn, chịu ảnh hưởng của nặng nề của cái dịch bệnh COVID-19 này. Thật mà khó mà tin được, cái COVID-19 nó diễn biến giống như là một cái bộ phim khoa học giả tưởng ngày xưa các anh chị. Nó khiến cho hơn 1 triệu người bị lây nhiễm ở hầu hết khắp mọi nơi trên thế giới. Hàng mấy chục ngàn người đã tử vong rồi, và cái con virus này nó đang tàn phá cái nền kinh tế của thế giới. Nó tiêu tốn hàng ngàn tỷ đô la các anh chị. Hàng triệu người đang không có việc làm, ở nhà, và phải nói là hàng mấy trăm triệu người đang phải ở nhà để cách ly chống dịch. Chúng ta thật là may mắn và tự hào là đội nhóm GIP đã có cái tầm nhìn chiến lược từ trước các anh chị. Trong suốt mấy năm qua đã không ngừng cải tiến, hoàn thiện và phát triển cái hệ thống toàn cầu. Chúng ta tạo ra những cái nền tảng trên Facebook, ở trên Zoom để hỗ trợ giúp mọi cái hoạt động về chia sẻ, về học hỏi cũng như là hỗ trợ các thành viên của gia đình GIP được làm việc thuận lợi hơn, thông suốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và chính là trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất bây giờ đấy thì nó đang chứng minh cái năng lực của hệ thống của GIP của chúng ta. Hôm nay Văn rất là vui được mời một người đồng nghiệp, một người em, một người lãnh đạo tận tâm của đội nhóm GIP chúng ta, một người phụ nữ vui vẻ và xinh đẹp dễ mến. Đó là khoa Blue Diamond Dược sĩ Đoan Trang sẽ chia sẻ những cái kiến thức rất là bổ ích, chuyên sâu về công nghệ của sản phẩm. Có thể nói là ở trong cái lọ Văn đang cầm ở trên tay này có một vị thần về sự trẻ trung. Ngày hôm nay Dược sĩ Đoan Trang sẽ giúp chúng ta mở cái lắp ra và sẽ mời cái vị thần đi ra ngoài các anh chị nhé, để tìm hiểu. Rồi, xin mời Dược sĩ Đoan Trang. Hello anh Văn và cả nhà GIF thân yêu. Cảm ơn anh Văn và rất là vui là hôm nay có mặt với cùng với anh lần đầu tiên được host với anh trên cái diễn đàn GIF toàn cầu này. Đó là một cái sự vinh hạnh của em. Một chút xíu về Đoan Trang thì em tên đầy đủ là Đoan Trang Đỗ, đang cư ngụ tại Fairfax, Virginia và background của em là một dược sĩ trong ngành 25 năm. Thì em là một người dược sĩ ở trong cộng đồng. Thì nói như thế để cho tất cả các anh chị hiểu rằng là em giúp cũng như là chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh nhân. Và ngoài ra thì em cũng giúp cho họ phòng chống cũng như những cái sự tương tác của thuốc Tây mà khi mà người ta uống chung với nhau nó có thể có. Hoặc là em cũng tư vấn luôn và hướng dẫn cho họ giảm những cái hiệu ứng của những cái gọi là phản ứng phụ của thuốc. Thì hôm nay rất là vui. Được làm việc với anh Văn mà có thể nói là một người anh mà em cũng rất là ngưỡng mộ và cũng học hỏi được ở nơi anh rất là nhiều. Anh có một cái gọi là cái am hiểu về kiến thức rất là nhiều và với cái tinh thần luôn cho đi thì rất là vinh hạnh có mặt với anh trong ngày hôm nay anh. Wow, cảm ơn tất cả, cảm ơn Dược sĩ Đoan Trang. Thưa các anh chị và các bạn, hôm rồi thì sau khi mà được giúp trao trách nhiệm là tìm chọn một cái sản phẩm mà bản thân cá nhân mình yêu thích nhất, đồng thời cũng là một cái sản phẩm chủ lực, nó đang giúp cho doanh số cao, rồi nó tạo động lực mạnh mẽ nhất là cho cái việc mà phát triển hệ thống. Văn không phải suy nghĩ lâu và Văn đã chọn cái sản phẩm này. Văn đã quyết định chọn cái sản phẩm là Aisnog Youth, còn được gọi là Aisnog Wildspan. Sau đó thì Văn cũng đề nghị Dược sĩ Đoan Trang là để chị tự chọn một cái sản phẩm nào mà nó chưa có một sự trùng hợp các anh chị, tức là Dược sĩ Đoan Trang cũng chọn ngay cái sản phẩm này, Aisnog Youth này. Và các anh chị các bạn biết là ở đây nó không có cái sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu, chắc chắn nó phải có một cái lý do, phải không? Nó khiến một người là đứng trên góc độ của một người kinh doanh như Văn chọn sản phẩm này. Và tại sao Dược sĩ cũng lại chọn sản phẩm này? Chúng ta đều thấy là người ta gọi Aisnog Youth là một cái, nó gọi là mother of supplements, tức là gọi là mẹ của tất cả các loại sản phẩm chức năng bổ sung. Vậy thì bây giờ xin xin Dược sĩ Đoan Trang có thể giải thích cho mọi người hiểu được điều gì nó làm cho Aisnog Youth Spam này nó trở thành một cái công thức chống lão hóa mà hiện đại nhất bây giờ. Dạ cảm ơn thưa anh. Thật sự mà anh nói rất là đúng, nó không phải là một sự ngẫu nhiên khi mà anh hỏi em cái sản phẩm nào mà em gọi là nếu như phải chọn một sản phẩm thì dòng sản phẩm đó sẽ là gì. Thì thật sự mà nói em không cần phải suy nghĩ và em biết nếu mà phải chọn một sản phẩm cái em cần nhất là cái Age-Lock Youth hoặc là Wildspan ở những thị trường khác. Lý do tại sao mà em nói như vậy? Vì đây là một cái suối nguồn tươi trẻ. Age là tuổi, lock là giống như khóa lại mà khóa lại cái tuổi thanh xuân. Thì mình có rất là nhiều những dòng sản phẩm mà em thích nhưng mà đây là cái mà em cảm thấy em rất là thích và cần nó. Vì chúng ta đã biết ở trong lịch sử Trung Hoa thì có một vị vua Tần Thủy Hoàng đã dành cả một
cả một cái cuộc đời của ông đi tìm kiếm cái suối nguồn tươi trẻ, mà rất là tiếc là ông đã hy sinh rất là nhiều tài nguyên và nhân lực, và đến cuối đời vẫn không kiếm được ra cái suối nguồn tươi trẻ đó, và ông đã qua đời trong một cái sự ngậm ngùi anh. Thành ra đó có thể nói cho chúng ta biết đây là một cái dòng sản phẩm rất là tiên tiến, tốt nhất có thể nói từ trước cho đến nay trên thế giới, mà các nhà khoa học gia của Pharmanex, trên 75 nhà khoa học gia đã nghiên cứu và họ phát triển để cung cấp cái sự bảo vệ toàn thiện cho cơ thể đó anh. Và điều đó có nghĩa là cái sản phẩm này nó sẽ duy trì được cái sự trẻ trung cho mọi người ở mọi lứa tuổi khác nhau, không phải cho những người lớn tuổi không, mà cho mọi người. Sản phẩm này có thể nói đó là nó được điều chế dựa trên các nghiên cứu khoa học độc quyền, và cái nghiên cứu khoa học độc quyền này đó anh là nó dựa trên 30 năm nghiên cứu của khoa học gen, và mà họ đã nghiên cứu cái dòng sản phẩm này chính thức cho cái dòng sản phẩm này thôi đã mất họ trên cả 10 năm anh ha. Và cộng với những cái nghiên cứu toàn diện về tác dụng của các thành phần dược liệu nè, để có thể tạo ra một cái lợi ích tích cực nhất cho cái cơ thể con người. Và cái điều quan trọng nhất ở đây đó anh là cái sự hiểu biết ha, cũng như là cái sự hiểu biết toàn diện đó đã được dựa trên các nghiên cứu y học lâm sàng về con người ha. Và những cái viện nghiên cứu mà họ có đó là thứ nhất là lớn nhất ở tại nước Mỹ mình, Provo, và hai cái kia là ở Thượng Hải và Bắc Kinh anh ha. Và có thể nói đây là một cái dòng sản phẩm bổ sung nền tảng chống lão hóa, nó được bào chế từ các nguyên liệu chống lão hóa, và nó nằm trong một cái thư viện, tức là họ đã biết có những cái dòng sản phẩm này nó biểu hiện một cách tích cực như thế nào lên trên gen, nhưng mà họ pha những cái đó tổng hợp với nhau và nó là từ những cái độc quyền từ thiên nhiên mà khó, rất là khó có thể qua được một cái chế độ, từ một cái chế độ ăn uống bình thường đó anh, mình không thể nào mình có được đầy đủ cái chất này. Và đây là cái dòng sản phẩm mà nó được sáng tạo cho mọi người, mọi lứa tuổi khác nhau, cho dù cái chế độ ăn uống của họ có khoa học đến thế nào anh vẫn không đạt được cái tiêu chuẩn này. Dạ, thưa anh. Wow, hay quá. Các anh chị vừa nghe thấy dược sĩ Đoàn Tràng có nhắc đến một trong những cái vị vua quyền lực nhất của Trung Hoa thời xưa là ông Tần Thủy Hoàng, mà ông ấy mong muốn tìm được cái suối nguồn tươi trẻ, cái sản phẩm mà trẻ mãi không già này. Anh chị em nào mà đang dùng cái sản phẩm này cẩn thận nhé. Bây giờ trong cái thời kỳ dịch Covid mà mình ở trong nhà, mình có cái gói sản phẩm này mà thấy có tiếng người gõ cửa, cẩn thận. Ông trốn dậy, ông đi kiếm cái lọ nhé các anh chị. Rất là hay. Đây có thể nói là một cái sản phẩm nó cung cấp một cái sự bảo vệ toàn diện cho cơ thể, giống như dược sĩ Đoan Trang vừa rồi nói, tức là từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Và nó được bào chế từ những nguyên liệu chống lão hóa độc quyền từ thiên nhiên. Vậy thì dược sĩ có thể giải thích rõ hơn về cái công nghệ đặc biệt nào nó đã được áp dụng ở trong cái sản phẩm này? Dạ, thưa anh. Các khoa học gia của Pharmanex, giống như em vừa nói trên, là họ có trên 75 nhà khoa học gia chuyên nghiên cứu anh ha. Họ đã ứng dụng một cái khoa học biểu hiện gen trên 30 năm độc quyền để xác định rõ hơn cái nguồn. Đoan Trang, em phải mở lại mic. Đoan Trang, em cần phải mở lại mic. Xin lỗi. Yeah. Rồi. Dạ. Yeah. Thì em mới vừa nói đó là các nhà khoa học gia của mình đó anh, trên 75 người, họ đã ứng dụng cái khoa học biểu hiện gen độc quyền. Có một số người gọi là gen, em thì gọi gen. Thì các anh chị có thể nghe gen và gen độc quyền để xác định rõ hơn cái nguồn gốc của cái tiến trình lão hóa đó anh. Và họ đã tìm thấy trên cái biểu hiện gen những cái thay đổi thể hiện cái dấu hiệu lão hóa gen trên cái con người đó anh, và các cái cơ chế chống lão hóa được thể hiện rõ nét trên những cái biểu hiện gen này. Và nó dựa trên cái khám phá 30 năm nghiên cứu về gen, và một cái gọi là một cái ngân hàng gen như vậy. Và họ đã xác định được những cái gọi là những cái gen trẻ đó anh, gọi là YGC gen á. Và do đó họ đã công ty đã lựa chọn trong một cái ngân hàng thực phẩm dưỡng chất để cho ra đời cái công thức tối ưu phối hợp với tất cả các thành phần chống lão hóa từ thiên nhiên và tổng hợp hết trong cái dòng sản phẩm này đó anh. Dạ. Yeah. Wow, vừa rồi các anh chị và các bạn có nghe thấy dược sĩ Đoan Trang nhắc nhiều đến từ gen, trong tiếng Anh gen ở tiếng Việt gọi là gen đấy các anh chị, tức là những cái ti thể mà những cái thành phần mà nhỏ bé nhất, những cái phân tử nhỏ bé nhất ở trong cơ thể con người mình nhá các anh chị nhá. Theo dược sĩ vừa chia sẻ, cái công nghệ quan trọng được áp dụng trong sản phẩm này là công nghệ biểu hiện gen
và cái sự lựa chọn ngân hàng dưỡng chất. Vậy thì xin Đoan Trang có thể giải thích, vậy thì cái điều gì nó tạo nên cái sự khác biệt giữa AgeLock Lifespan này và các thực phẩm chức năng khác cũng như là những cái sản phẩm Pharmanex khác của Nu Skin? Yeah, câu hỏi của anh rất là hay. Vì đây là cái sản phẩm có thể nó duy nhất anh có thể duy trì và hỗ trợ toàn diện cái cơ chế bảo vệ và chống lão hóa trên khắp cơ thể của con người mình. Và lý do kết quả của sản phẩm này nó rất hiệu quả là vì nó có tác động rất là tích cực lên toàn bộ các biểu hiện của gen, và sau đó ra nó sẽ đẩy mạnh cơ chế chống lão hóa bẩm sinh một cách hết tự rất là hết sức tự nhiên trong cái cơ thể của mình. Ví dụ anh cho một ví dụ nha, thì chúng ta đều nghe đến DNA đúng không anh, hoặc là ở những cái nơi gọi là ADN, thì mỗi người chúng ta đều có trong cơ thể của chúng ta cái gọi là cái sắc nhiễm, cái những cái 23 cặp sắc nhiễm sắc thể này, và dạ và nó đến từ cha và từ mẹ, 50% từ cha và 50% từ mẹ. Thành ra những anh nào nghĩ là mình không có gọi là không có phần hùng ở trong đây là không đúng nha. Mình có được phần hùng trong cái 50% trong cái phần hùng này. Thành ra và không phải là trong cái cơ thể mình không, mà mình được sanh với một cái bẩm sinh, nhưng mà những cái tác động bên ngoài đó anh, cái môi trường vẫn ảnh hưởng lên cái gen của mình ha. Thì em sẽ cho một cái ví dụ là có một cái gọi là cái study về cái nó gọi là cái sự nghiên cứu về cái epigenetic các anh, thì họ cho thấy đó là ở bên cái nạn đói ở bên Hà Lan á, ở cái thập niên mà 1940-50 đó anh, thì có những người mà sản phụ đang mang thai mà cái nạn đói nó rất là kinh khủng, cho đến họ không có đủ ăn và trong cái tình trạng suy dưỡng, gọi là suy dinh dưỡng, yếu dinh dưỡng, và những cái đứa bé mà đã được sanh ra trong thời điểm đó đó anh, và họ khi mà họ lớn lên họ thì bị mắc, tại vì nó ảnh hưởng lên những cái gen ở trong cái cơ thể của người mẹ. Thành ra khi mà cái người con ra đời đó anh, nó cũng ảnh hưởng lên tới họ, và khi họ ra đời, khi họ lớn lên đó anh, thì họ có cái nguy cơ bị bệnh giống như là béo phì nè, tim nè, rồi tâm thần phân liệt rất là cao. Và cái này nó cho mình thấy cái môi trường cũng như cái dinh dưỡng sao mà mình nạp thu vô cái cơ thể mình á, nó cũng như là nó làm một nó có một cái gọi là một cái protein giống như cái metal, mà nó giống như cái công tắc đó anh, nó bật đèn lên, bật lên và bật xuống của trên cái gene, nó thể hiện trên cái gene của mình. Thành ra cha mẹ, cái dinh dưỡng của cha mẹ cũng sẽ di truyền lại cho con. Và cũng nói thêm nữa là không phải cha mẹ để lại cho mình không, nhưng mà cũng do mình nữa. Thí dụ giống như một cặp song sinh, người ta cũng cho thấy là một cặp song sinh đó có thể sanh ra với một cái gen béo phì đi, nhưng mà ở hai môi trường khác nhau, một người mà ăn uống đầy đủ hoặc là ăn uống với những cái dinh dưỡng tốt, thì cái nguy cơ béo phì của họ sẽ được giảm đi so với lại cái người được sinh ra với cái gen béo phì đó. Thì cho chúng ta thấy đó là cái dinh dưỡng và cái môi trường sống nó rất rất là quan trọng, từ việc nó sẽ ảnh hưởng đến những cái gen và nó biểu hiện và nó phân, nó cũng như nó sao chép nhân rộng ra. Và đó là lý do tại sao đó anh. Yeah. Wow, rất là lý thú các anh chị. Vừa rồi dược sĩ Đoan Trang có nhắc đến cái việc là những cái dưỡng chất ở trong này này, nó có thể bật những cái công tắc ở trong con người mình, phải không dược sĩ? Đúng. Là cái sức khỏe của mình nó giống như ngọn đèn, nó phụ thuộc vào những cái công tắc. Và khi cái ngọn đèn nó nếu muốn được sáng lên thì cần phải bật công tắc, hoặc là cần phải tắt đi công tắc của những ngọn đèn nó làm cho cơ thể mình yếu đi. Vừa rồi dược sĩ Đoan Trang có đề cập đến một cái cụm từ tiếp theo là cơ chế chống lão hóa bẩm sinh. Vậy thì cái cơ chế này là gì? Ai sẽ có được những cơ chế này? Mọi người đều có, hay là chỉ có các bác sĩ dược sĩ mới có, hay là chỉ là những người mà làm Nu Skin mới có cái cơ chế chống lão hóa bẩm sinh? Dược sĩ Đoan Trang. Wow, nếu nói như vậy thì nó sẽ không công bằng đúng không anh? Nhưng mà mình thật sự rất là may mắn là mình sống trong một cái thế giới có thể nói cũng tương đối bình đẳng đúng không anh? Thì ai cũng có cả anh, cái cơ chế này ai cũng có hết. Cái cơ chế chống lão hóa này nó là cái khả năng tự bảo vệ mà mình được sinh ra, giống như một cái bẩm sinh đó anh. Mình sinh ra cái bẩm sinh mình đã có cái cơ chế này rồi, và nó trong từng mỗi cái tế bào của con người mình. Và nó giúp cho cái cơ thể chúng ta chống lại cái tác nhân đẩy nhanh cái tiến trình lão hóa. Nhưng mà tuy nhiên đó anh, qua thời gian cái sự thay đổi xấu đi giống như bà em vừa nói trên, cũng như môi trường và dinh dưỡng, thì nó làm xấu đi của cái
biểu hiện gen trong cái cơ thể này đó anh, nó có những cái ảnh hưởng tiêu cực đến cái chức năng bẩm sinh của mình, do cái cơ thể của mình làm, do đó nó làm tăng nhanh lên cái quá trình lão hóa của mình đó anh. Dạ. Tức là cái cơ chế chống lão hóa bẩm sinh nó giống như là những cái gì mình sinh ra mà tự nhiên mình có và nó tự hoạt động. Không, Dạ. nó không cần đòi hỏi phải cái lão bộ mình muốn nó làm mà nó vẫn làm việc, phải không Đoan Trang? Tức Dạ. là giống như cái sự thở của mình chẳng hạn. Mình sinh ra là mình tự nhiên mình thở. Lúc mình ngủ mình cũng thở. Tim mình đập chẳng hạn. Lúc mình ngủ tim mình cũng đập. Vậy thì cái cơ chế chống lão hóa bẩm sinh tức là nó tự hoạt động, phải không Đoan Trang? Nó tự hoạt động. Vậy thì dược sĩ có thể giải thích rõ hơn hoặc là cho một vài cái ví dụ về những cái cơ chế chống lão hóa bẩm sinh ở trong con người mình là những cơ chế gì? Dạ, dạ được anh và các bạn nhé. Thì đây là những cái cơ chế, nó có tổng cộng là 6 cái cơ chế. Ví dụ giống như là cái cơ chế bảo vệ chống oxy hóa, phòng vệ bao gồm những cái cơ chế bảo vệ bên trong và bên ngoài. Ví dụ cho mình thấy là cái cơ chế này nó làm việc rất là năng nổ và rất là tích cực. Tại vì mỗi ngày đó anh, là một cái tế bào của chúng ta phải đối đầu với là trên cả 70.000 lần tấn công bởi cái gốc tự do. Hay những cái môi trường chúng ta sinh sống, những cái gốc tự do đó đến từ đâu? Từ trong không khí, trong hóa chất, ánh xa, ánh nắng mặt trời, và cũng như là nội, gọi là nội sinh rồi ngoại tác, nó ảnh hưởng đầy hết. Rồi cái thứ hai á là cái cơ chế hồi nãy là anh nói chống oxy hóa và vòng vệ, là nó cả hai cái cơ chế đó. Và sau cái cơ chế thanh lọc độc tố hệ thống và nó phản hồi cái áp lực stress cho anh đó, cho mình đó anh, cho cái tế bào. Thành ra cho mình thấy những cái độc tố không những từ bên ngoài mà nó từ ở trong cái môi trường của mình anh ha. Rồi cái đến nữa đó là cái cơ chế tự bảo vệ và tự sửa chữa gen. Dạ. Thì khi mà trong cái quá trình mà, tại vì cái cell của mình là một cái phân tử, nó DNA là một cái phân tử sống. Thành ra là nó giống như là cái bức cầu thang xoáy về các anh chị, hai cái cầu thang và nó xoáy lại với nhau. Thì khi mà nó cũng như là khi mà nó cũng như là nó phát triển và nó sao chép, mà khi mà nó nhập lại mà nó không đúng á, thì nó sẽ gây tổn hại đến những cái gen và nó gây ra những cái cũng như là những cái tế bào mà mọc mà không có cái sự control. Đó là lý do tại sao mà có những cái ung bú hoặc là những cái bệnh hoặc là lão hóa hay là cái ung thư đó anh. Rồi cái cơ chế tái sinh tế bào thần kinh rất là quan trọng, tại vì nó giúp cho chúng ta có một cái trí nhớ giỏi, cũng như là một cái thần kinh, một cái sức sống, cái não bộ năng động và cái trí nhớ tuyệt vời. Và lẽ nhiên kế đến đó anh là cái cơ chế điều trao đổi chất. Cái này rất là quan trọng, tại vì nếu như cái cơ chế này không làm việc một cái cách tốt á, nhưng mà nó được sinh ra đó anh, thì khi mà như vậy thì mình sẽ bị giống như bị bệnh tiểu đường, béo phì, cao áp huyết. Và một cái nữa rất là quan trọng mà có thể nói trong thời điểm này rất là nhiều người quan tâm, đó là cái cơ chế điều tiết và cân bằng hệ miễn nhiễm. Và cái điểm này tại sao nó rất là quan trọng, em muốn đi một chút xíu á, là cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cái cơ chế này đó anh. Thì cái cơ thể của chúng ta đó là ở để giúp cho cái cơ thể mình ở luôn ở trong cái trạng thái mà trẻ trung, thì cái việc điều tiết cái cân bằng hệ miễn nhiễm này là một trong những cơ chế rất là quan trọng. Nó giúp cho mình bảo vệ và sửa chữa các tổn hại trên khắp cái cơ thể của mình. Nếu như mà cái ADN của mình á, mà nó mở ra cũng như nó sao chép mình, nó nhân rộng không đúng á, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Và khi mà nó hoạt động giống như thế này anh, ví dụ giống như trong, và một cái hoạt động này nữa nó rất là quan trọng, nhất là trong cái môi trường mà bị bệnh hiện nay. Ví dụ khi mà cái cơ thể của chúng ta xảy ra tổn thương đó anh, thì cái đầu tiên cái cơ thể mình nó sẽ đáp ứng bằng cái cơ thể chế phản hồi kháng viêm cấp tính. Nó thúc đẩy những cái quy trình sửa chữa ngay tại cái nơi bị tổn thương đó anh. Cái dấu hiệu đầu tiên là gì? Cái dấu hiệu đầu tiên là những cái đại thực bào xung quanh sẽ phát đi các tín hiệu cầu, cái những cái tín hiệu mà cầu cứu đó anh. Yeah. Giống như mà thí dụ mà giống như mà em cứ nghĩ đến những cái gọi là trong phim mà có nhiều khi mà cần cho một cái cũng như bị bắt cóc hay gì mà cho người đến mà bảo vệ rồi để đó anh cầu cứu. Thì cử quân đội đó, giống như mà khi mà mình bị xâm lăng rồi cho những cái quân đội phòng vệ đó, thì các tế bào bạch cầu thì nó bao gồm neutrophils và monocyte. Cái những cái monocyte đó anh, nó sẽ sau đó nó sẽ kích hoạt và chuyển thể thành những cái đại thực bào giống như macrophage, đại thực bào, và liên kết với những cái neutrophils này, và nó đã có mặt tại cái khu vực xảy ra cái tổn thương rồi.
thì cái đại thực bào này nó sau đó nó cũng phát đi càng nhiều tín hiệu cầu cứu, bao gồm cả cái chemokines và cái cytokines, để nó cảnh báo thêm nhiều cái tế bào bạch cầu tham gia vô cái quá trình chống lại cái viêm nhiễm này. Thì chúng ta thấy nó là một cái tổng hợp toàn bộ cái quá trình chống viêm nhiễm này, nó sẽ khiến cho những cái mạch máu nó giãn nở và nó dễ xuyên thấu khi mà các quy trình sửa chữa này cần thiết được diễn ra. Cái quy trình này đại diện cho rất nhiều cái hiệu ứng hữu ích cho việc điều tiết cái quy trình phản vệ cân bằng viêm cấp tính trong cái cơ thể đó anh. Sau khi cái quy trình sửa chữa và phục hồi này nó được hoàn tất thì chuyện gì sẽ lại xảy ra? Khi mà nó được hoàn tất á, thì nó sẽ cái cơ chế phản chứng ứng viêm này nó sẽ không hoạt động nữa. Tuy nhiên nếu mà cái cơ chế phản ứng viêm này nó kéo dài quá lâu mà nó dẫn đến không thể kết thúc thì tất cả các hệ thống phòng vệ sẽ không thực hiện được cái chức năng, cũng như là nó tự ấy cái viêm và nó và cái sự viêm nhiễm ra nó vẫn tồn tại, và nó thay vì nó bị tiêu diệt đi nó vẫn tồn tại. Thì cái những viêm nhiễm cấp tính này nó trở thành những cái viêm gọi là mãn tính anh, và nó gia tăng cái tiến trình lão hóa của cơ thể. Thí dụ giống như trong đây có những người giống như là bị bệnh tự miễn gọi là autoimmune disease anh, những người giống như là bị phong thấp, bẫy nến, rất là nhiều, cho mình thấy khi mà cái hệ miễn nhiễm mình nó tốt không có nghĩa là nó hoàn toàn gọi là perfect, nó cũng có, nếu như mà nó cứ nó đánh, cũng như là em cứ em hình dung giống như là khi mà quân đội đến đó mà anh, mà nó đánh tứ lung tung, cũng như giống như mấy anh thủy quân lục chiến phải không, gọi là luôn luôn đánh với một cái vai trò rất là tích cực á, thì có nhiều khi đôi lúc những cái thành phần tốt cũng bị ảnh hưởng, thì cái cơ thể mình nó cũng y như vậy ra khi mà nó cũng như là cái gọi là cái nó cytokines, thì giống như nó cũng làm em liên tưởng tới cái trận đại dịch của Âu Châu của thập niên 20 đó anh. Thì không những người mà có những cái gọi là cái cơ thể đề kháng cao bị mất mạng, nhưng mà yếu bị mất mạng, nhưng mà những người bị cái kháng thể có cái kháng thể cao cũng bị mất mạng, là do tự vì cái cơ thể mình chiến đấu gọi là rất là oanh liệt, cho đến nỗi mà những người xung quanh, những cơ chế xung quanh trong cơ thể của mình đều bị ảnh hưởng hết, đó là như vậy đó anh. Wow, hôm nay chúng ta đã học được những kiến thức vô cùng quan trọng các anh chị và các bạn. Những cái cơ chế này nếu mà nó hoạt động không tốt, ví dụ như là Văn nhớ vừa rồi dược sĩ Đoan Trang có nói là cái cơ chế mà điều hòa trao đổi chất nó hoạt động không tốt, nó có thể dẫn đến những cái bệnh như bệnh béo phì, rồi bệnh tiểu đường, rồi những cái bệnh về mạch, và thậm chí là cái sự cân bằng hệ miễn nhiễm. Hôm nay phải nói là Văn mới học được một cái điều là cái hệ miễn nhiễm của chúng ta mà nó chiến đấu, cái quân đội bảo vệ của chúng ta mà nó chiến đấu khỏe quá, có khi nó cũng làm tổn hại cho cơ thể mình. Bây giờ Văn hiểu là tại sao mình có một số anh bạn cũng bằng tuổi mình mà các anh cứ bị đau nhức xương khớp hoài, bị hình như là viêm cấp đa cấp mà chữa hoài không khỏi, là tại vì người ta chỉ cho cái thuốc để mà giảm đau thôi, và chứ người ta không có tác động được vào đến cái cơ chế đó. Tại chỉ khi nào mà cải thiện được cái cơ chế đó thì cái bệnh nó mới đỡ, nó mới được thuyên giảm thôi. Rồi, cảm ơn dược sĩ rất là nhiều. Vậy thì Đoan Trang có thể cho biết những cái cơ chế chống lão hóa đó hoạt động ở đâu trong cơ thể? Nó ở đâu? Ở chân, ở tay, ở bụng? Nó ở cái bộ phận nào trong cơ thể mình? Câu hỏi của anh rất hay, làm em liên tưởng đến chắc là tự vì coi phim chưởng nhiều đó các anh chị, thành ra bị ảnh hưởng. Lý do tại sao? Cái phim chưởng thường thường có những người mà họ luyện tới một cái mức độ mà võ thuật tối cao, họ thường thường có cái huyệt, đúng không? Họ giấu cái huyệt nó ở chỗ nào đó. Nhưng mà tạo hóa ở đây rất là tuyệt vời anh, là cho cái cơ thể chúng ta có nhiều cái cơ chế chống lão hóa nó tồn tại trong từng tế bào của trong cái cơ thể của mình, và nó hoạt động trên khắp cái cơ thể mình, và cái mạng lưới các cơ thể chống lão hóa này nó tương tác với nhau anh, và nó làm việc rất là nhịp nhàng và đều đặn, cũng như là nó nhịp nhàng và nó hoạt động một cái cách gắn bó giống như teamwork vậy đó anh. Wow, hôm nay mình mới thật sự là hiểu rõ hơn về cơ thể của mình các anh chị và các bạn. Tức là trong từng tế bào trên khắp cơ thể của mình, ở chỗ nào cũng có những cái cơ chế đó. Vậy thì cái sản phẩm Youth và Spam này nó hỗ trợ những cái cơ chế chống lão hóa này nó cụ thể như thế nào rồi chị Đoan Trang?
Thì rất là nhiều anh chị mình cũng ngày xưa bản thân em cũng là cũng thắc mắc nó cũng như là nó thúc đẩy như thế nào và nó tác động có cái tác động như thế nào trên cái cơ thể của mình. Thì cái sản phẩm này các anh chị nó giúp thúc đẩy các cơ chế chống lão hóa của cơ thể mình thông qua ba cái hiệu ứng rất là cụ thể. Thứ nhất là nó đẩy mạnh các hoạt động duy trì cái sự trẻ trung đó anh của các cơ thể chống lão hóa. Bởi vì người ta đã nghiên cứu ra được những cái gen gọi là gen trẻ trung đó là cái YG gen đó thì nó sẽ thúc đẩy những cái gen đó làm việc một cái cách tích cực hơn và người ta cũng xác định được những cái gen lão hóa và người ta làm và cũng như người ta đè nén lại những cái tiến trình của cái gen lão hóa khi mà chúng ta lão hóa. Và cái thứ hai nữa là người ta ngăn chặn sản phẩm này ngăn chặn cái sự xuống cấp của các cơ chế chống lão hóa bẩm sinh khi chúng ta lão hóa già đi cũng như khi mà chúng ta bị môi trường cũng như là những cái dinh dưỡng không có được tốt tác động lên cái cơ chế của chúng ta những cái tế bào của chúng ta và thứ ba đó nó đạt được những cái chức năng này đó anh là nhờ công thức phối hợp độc quyền của những cái thành phần thiên nhiên tạo nên những biểu hiện tích cực trên gen trong mọi tế bào đó anh. Và giống như em vừa nêu trên đó là họ đã xác định ra được những cái nguyên liệu đơn lẻ có một cái tích cực như thế nào trên cái gen và sau đó họ nghiên cứu cho ra đời một cái dòng sản phẩm có thể nói là một cái sự hỗn hợp pha trộn độc quyền để có tác động lên những cái gen trẻ là YGC gen đó anh. Wow, càng thấy cái này quý quá đoan trang. Dạ. Càng nghe càng thấy hứng thú các anh chị và các bạn. Như ở trên thì dược sĩ đã chia sẻ để lựa chọn được những cái nguyên liệu độc đáo ở trong cái sản phẩm này, thì các khoa học gia của Pharmanex đã sử dụng những cái tổ hợp khoa học độc quyền về biểu hiện gen cùng với những nghiên cứu lâm sàng lâu đời về chống lão hóa. Đây là một công thức nó phối hợp những cái thành phần gần như là không thể có ở trong bất kỳ một cái bữa ăn, dù rằng là khoa học đến như thế nào đi chăng nữa. Khi nói rằng công thức phối hợp các thành phần này khó có thể tìm được, thậm chí ngay kể cả trong những cái bữa ăn khoa học, chế độ ăn khoa học. Điều này thì có nghĩa là như thế nào, thưa dược sĩ? Dạ anh, lý do là nó có nhiều người cảm thấy nó khó là cũng như có thể chu toàn một cái bữa ăn như vậy là cái vấn đề địa lý anh, địa lý gọi là geography á, nó giải thích cái phần nào cái lý do tại sao chúng ta không thể có được những cái thành phần này trong những chế độ ăn khoa học. Những cái thành phần này được lấy từ khắp các khu vực ở những nước khác nhau trên toàn thế giới. Ví dụ em cho cái thí dụ nha, ví dụ là cái bắp tím được lấy từ Peru anh. Mà những cái thành phần được cái bắp tím đó nó rất là đặc biệt, không phải nơi nào cũng có được cái bắp tím đó, nó phải được trồng với lại một cái độ rất là cao ở trên núi, cao trên mặt biển rất là ngàn lần, và nó được cái màu tím đó là vì nó có cái chất chống oxy hóa rất rất là cao, chất oxy hóa rất rất là cao và nó hỗ trợ cho cái cơ thể của mình và đây là một cái dòng sản phẩm rất rất là dinh dưỡng. Thành ra không phải chỗ nơi nào cũng có và thêm một cái nữa và ở ở thổ dân của người Peru đó anh người ta thấy được á là ở những cái người này họ có một cái tuổi thọ rất là cao và đó cũng là một cái thành phần họ dùng cái bắp tím để ở nơi đó đó họ dùng cho nó trong cái thức uống gọi là cái gì Morada, chicka Morada đó anh rồi ở tại Nhật. Ví dụ ở Nhật đi thì người ta thấy được có một cái đậu gọi là đậu Naro là một cái đậu giống như là soy bean mà nó làm chua lên, nó chứa cái hàm lượng vitamin K2 rất là cao và những cái dinh dưỡng này đó anh là nó giúp hỗ trợ cho mình là về xương nè, rồi nó giúp cho mình những cái trong cái mạch máu của mình nó không có đóng lại những cái chất vitamin K ở trong đó làm cho cái mạch máu mình nó yếu đi và nó giúp hỗ trợ tim và cũng như là chống phòng chống lại giống như là não bộ gọi là stroke cái anh gọi là cerebral gọi là giống như là để mạch máu trong não vậy đó anh đại khái nó phòng chống những cái đó em dịch tiếng Việt thì không Phòng có rành chống lắm. tai biến, thôi mình cứ nói đơn giản là phòng chống tai Đúng rồi biến anh. Thì tai biến trong mạch những máu cái bữa não ăn thôi. của đúng rồi anh trong những bữa ăn của người Nhật á, là có những cái thành phần Nado và cũng như những cái rong biển mà họ thấy ở tuổi thọ của những cái cư dân ở đó có rất là cao và đó là lý do tại sao mà một người sống ở châu Âu không thể nào mà có thể sử dụng bắp tím hay là cái đậu NATO được anh ha. Ví dụ đi em cho anh ví dụ đi, không ngay cả một người tỷ phú đi ở Mỹ đi, tỷ phú Mỹ đi
không thể nào đi vòng quanh thế giới. Có những bữa ăn giống như là bữa ăn sáng ở tại Nam Mỹ, bữa ăn trưa ở tại Nhật và bữa ăn chiều ở tại Mediterranean, cái vùng biển cái gì hải gì đó, Mediterranean Sea, dạng biển Trung Hải, và trong một ngày, mặc dù ông ta là một người có rất là có rất là nhiều tiền bạc có thể làm được cái điều đó, nhưng em bảo đảm ra một điều, ông sẽ không có thời giờ để đi như vậy trong một ngày để kiếm những cái thức ăn rất là khoa học và dinh dưỡng này, đúng không anh? Tại vì những người có tiền là họ phải dành thời gian để họ kiếm tiền, thì thời gian đâu mà để họ đi mà chuẩn bị những cái bữa ăn dinh dưỡng này, đúng không anh? Dạ, bên cạnh những lý do về cách trở địa lý đó anh, một lý do khác nữa giải thích tại sao mà mình không thể hấp thụ được tất cả những thành phần này, dựa vào một cái sự thật đó, là cho thấy là không ai có thể ăn cùng một cái thức ăn thường xuyên hàng ngày theo năm tháng. Nếu mà anh ăn cá hồi mỗi ngày như thế này anh ngán không? Phải không? Nhà anh ăn cá hồi tuần rồi ạ. Ăn cá hồi tuần rồi. Trong nhà cách ly ăn cá hồi tuần bắt đầu thấy chán rồi. Ví dụ thì không ai có thể ăn cá hồi hàng ngày qua nhiều năm tháng để có đủ cái hàm lượng mà dinh dưỡng từ cá hồi mà chúng ta đã tìm thấy và chiết xuất từ đó, đúng không anh? Và chính vì vậy đó là công ty đã đơn giản hóa mọi việc bằng cách mang lại cho chúng ta những cái thành phần này trong cái dòng sản phẩm Youth hoặc là Wildstand, để chúng ta không cần những cái thành phần thức ăn giống nhau mỗi ngày. Và một lý do nữa đó anh, là một rất là quan trọng ha, vì cái lối cũng như là cái những cái thói quen và cái lối sống của mình, mình không thể nào trong cái thời điểm này giống như anh nói đó, mình bị ở nhà, cách ly ở nhà, không có đi ra đường được, và mình thiếu đi cái nguồn ánh sáng cho mình, cái vitamin D. Thành ra đó là lý do. Và có những người có những cái da nhạy cảm đó anh, thì họ không có thể nào ra nắng mà họ có thể cho họ cái hàm lượng vitamin D. Đó là lý do tại sao mà AgeLock Youth công ty đã hiểu được điều đó và cho mình nạp đúng cái hàm lượng vitamin D để hỗ trợ cái cơ thể của mình trong cái vấn đề xương rồi này kia đó anh. Thì cũng như ánh nắng mặt trời anh ha. Đó là lý do tại sao đó anh. Hay quá, bây giờ mình mới cảm thấy rất là quý cái sản phẩm này các anh chị ạ. Vậy là chúng ta đã hiểu được là ngay kể cả những người tỷ phú, những người mà rất có điều kiện cũng không thể kiếm đủ những cái chất dinh dưỡng quý hiếm như vậy ở trong cái bữa ăn hàng ngày của họ. Và mình nhớ lại trong cái chuyện trưởng ngày xưa ấy, lúc mình còn nhỏ mình đọc thì hay nhắc đến những loại thảo dược quý hàng trăm năm nó mới nở cái bông hoa của nó một lần các anh chị, và nó cần phải có một cái con quái thú ngồi bên cạnh để nó canh chừng cái thảo dược đó. Bây giờ thì chúng ta không cần phải đi đâu xa kiếm cả các anh chị, nó ở ngay trong cái lọ này rồi, đúng không ạ? Vậy thì xin Đoan Trang có thể giải thích thêm là như chúng ta đã biết là những cái thành phần quý hiếm đó nó có tác dụng rất là tốt, nhưng mà làm thế nào để mà mình xác định được những cái liều lượng chính xác của các thành phần đó, làm thế nào để biết được rằng là cơ thể mình nó đủ hoặc là nó bị thừa? Cái câu hỏi của anh rất là hay, đúng không các anh chị? Cái điều quan trọng của anh là công ty Pharmanex họ áp dụng cái quy trình sản xuất 6S. Có thể các anh chị là chưa nghe qua cái quy trình 6S, nhưng mà đây là một cái quy trình rất là nghiêm ngặt ha các anh chị, trong cái quá trình gọi là sản xuất và gọi là quality control đó, kiểm duyệt. Và đây là một cái quy trình mà những cái công ty dược phẩm hàng đầu ở trên thế giới đã sử dụng ha các anh chị ha, tương tự như vậy để phát triển cái sản phẩm theo cái cách mỗi lần mà mình sử dụng đó anh, thì mình được bảo đảm là mỗi viên như vậy nó được chuẩn hóa và nó không đổi về thành phần vi chất trong cái sản phẩm đó. Với cái phương pháp này đó anh, 6S này đó, đảm bảo cho mình có đầy đủ dưỡng chất và vi lượng cho dù là mình sử dụng nó ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ ở thời điểm nào anh. Còn cái một yếu tố nữa đó mà em muốn chia sẻ với tất cả các anh chị á, là những cái viên nang này đó là của AgeLock Youth, nó có cái sự khác biệt là vì nó được sử dụng cái công nghệ LightCap. Cái công nghệ LightCap này là gì? Cái công nghệ LightCap này là một cái công nghệ nó giảm thiểu cái số lượng viên nang mà mình phải sử dụng hàng ngày, mà nó vẫn duy trì được cái đầy đủ cái lợi ích cao nhất của sản phẩm. Thí dụ tự vì trong các chúng ta biết là có những cái dạng lỏng và dạng khô, dạng nước và dạng khô, và có nhiều khi nó không có hòa hợp lại với nhau. Mình nếu mà để cho rất là nhiều dinh dưỡng vô như vậy thì chúng ta phải uống rất là nhiều viên nang. Nhưng mà với cái công nghệ LightCap này, họ được những cái nguyên liệu này được nén vô một cái viên có chất lỏng trong đó và có chất khô ở trong đó.
và những cái chất hỗn chất này nó không hòa hợp với nhau, thành ra nó được giữ ở trong cái chế độ gọi là separate, riêng nhau. Và một cái nữa là cái giúp cho cái cơ thể của chúng ta với cái khả năng hấp thụ rất rất là cao. Vì như anh biết và tất cả anh chị biết, khi mà mình lão hóa thì cái sự hấp thụ của mình nó bị ảnh hưởng đi, và cái LiCAP technology này đã giúp làm cho cái sự hấp thụ nó được cao hơn đó anh. Wow, bây giờ mình mới thấy rất hay các anh chị. Văn nhớ là trước đây Văn bị viêm gan B mười mấy năm về trước ấy, thì về Việt Nam cắt thuốc các anh chị, lúc bây giờ chưa làm Nu Skin là lạc hậu lắm ấy. Mặc dù mình là một doanh nhân mà mình rất lạc hậu, thấy người ta nói chữa hoài bên đây không khỏi, kêu về Việt Nam cắt thuốc và cắt 100 chén thuốc dược sĩ Đoan Trang. 100 chén thuốc nam á, nó giống như cây cỏ, rễ cây thứ, nó cả mấy bao lận đó. Và bây giờ cái công nghệ này nó rất là nhỏ, không những thế mà nó còn ép nhỏ vào chỉ trong vài cái viên thôi, mà nó đảm bảo rất là đầy đủ những thành phần, mà cái độ hấp thụ của nó rất là tốt, rất là cao, phải không ạ? Vậy thì là mình lại thêm một cái thông tin rất là bổ ích nữa, phải không các anh chị và các bạn? Vừa rồi Đoan Trang có đề cập đến một cái cụm từ nữa là cái quy trình chuẩn hóa 6S các anh chị. Chúng ta sẽ quay trở lại giải thích về cái quy trình này sau nhé, trong một cái buổi Zoom gần đây nữa của GIP. Thì bây giờ mà Đoan Trang có thể chia sẻ là vậy H-Knock Youth Lifespan nó tốt như vậy thì nó cung cấp cho cái cơ thể mình những cái lợi ích cụ thể gì? Câu hỏi của anh rất là hay, và hồi nãy giờ nghe nói nhiều về nguyên liệu nhưng mà nó làm được cái gì cho mình, đúng không anh? Đúng rồi. Sản phẩm này được mệnh danh là cái suối nguồn tươi trẻ, giống như em vừa nêu ở trên á, thì nó duy trì cái sự trẻ trung và các lợi ích sức khỏe. Ví dụ nó mang lại cho mình rất là nhiều năng lực, cái sự trẻ trung, nó duy trì và nó kéo dài cái sự trẻ trung, cái nhiệt huyết của cái tuổi đôi mươi của mình đó anh. Và có thể nói là ông uống bà khen. Và một cách cụ thể nữa mà mình có thể cảm nhận được anh là cái não bộ của mình, tim mạch và hệ miễn dịch của mình hoạt động tốt hơn. Ví dụ là cái trí nhớ của mình nó sẽ, mình nhớ dai hơn. Này cũng nguy rồi nha, nếu mà ai mượn tiền là nguy hiểm nha. Đừng có tưởng là mình quên nha anh. Nếu mà những anh chị em, có nghĩa là cái não bộ mình nó sẽ tốt hơn, tim mạch mình nè, và hệ miễn nhiễm của mình nó sẽ hoạt động tốt hơn, và cái cân bằng của cái miễn nhiễm mình nó cũng rất là tốt. Và đồng thời nó, những cái cơ chế chuyển hóa thức ăn của cái cơ thể của mình đó anh. Chuyển hóa thức ăn. Để em coi sao cái computer của em nó bị không sao. Rồi em cứ tiếp tục đi. Rồi Đoan Trang có nhắc cũng như là nó chuyển cái màn hình của em nó bị freeze anh. Rồi han ha, rồi cũng như là nó làm cho cái não bộ tim mạch của mình nó hoạt động tốt hơn, và nó đồng thời nó chuyển hóa cái thức ăn của mình nó hiệu quả, nó được hiệu hoặc quả hơn, cũng như là nó được chỉnh đường cho mình nè, và mỡ nè, áp huyết đó. Thì trong cái quá trình lão hóa chuyển đổi chất đó anh, và cái tương tự nó là xương khớp, và cái xương xương của mình với khớp của mình nó sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, cái thể lực của mình sẽ tốt hơn, da của mình sẽ cảm thấy nó sáng hơn, nó mịn màng hơn, và cái cơ thể của mình sẽ được cũng như là bớt lại cái chống lại cái căng thẳng, nó được hiệu quả hơn anh, và cái hoạt động thể chất của mình nó sẽ được cải thiện, và mình sẽ được tận hưởng những cái cuộc sống ngày càng tích cực và năng động hơn, với cái nhiệt huyết và cái sự trẻ trung đó anh. Sức khỏe đó anh, nó điều chỉnh cả đường huyết nữa, phải không ạ? Cả mỡ máu nữa. Thế nào mình có mấy người bạn mà dùng cái này một thời gian là đã được giảm hẳn cái bệnh tiểu đường, bệnh cao mỡ máu đã giảm hẳn. Đoan Trang có vừa rồi nói rất là nhiều những cái thông tin, những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích vừa mới cung cấp xong. Vậy thì bản thân cá nhân dược sĩ đã dùng cái H-Knock Youth Lifespan này chưa? Chị dùng được bao nhiêu lâu rồi, và cái cảm nhận cá nhân của Đoan Trang về cái sản phẩm này như thế nào? Thì cũng xin thưa với anh và tất cả các anh chị đó, thì cái dòng sản phẩm này nó không để chữa trị bệnh ha, nhưng mà tự vì nó giúp cho người ta chuyển đổi chất, cơ thể mình chuyển đổi chất tốt hơn, thành ra đó là lý do tại sao mà nó sẽ hỗ trợ với những người nào mà có gọi là mỡ trong máu cao, đường cao và áp huyết, chứ nó không có chữa trị ha. Đó là lý do. Em thì bản thân em có thể nói là em là gọi là môn sinh ha, môn sinh đồ đệ trong cái suối nguồn tươi trẻ của Tần Thủy Hoàng đó. Thì khi cái dòng sản phẩm này ra đời 2015 là em đã dùng liền anh. Và em đã dùng cũng là trên 5 năm. Và em chỉ môn sinh của Tần Thủy Hoàng trong cái suối nguồn tươi trẻ thôi, chứ ngoài ra không có là môn sinh của cái gì khác nha các anh chị.
Và thì cái mà cái gọi là cái quyền cái lợi ích mà em cảm thấy nhận được đó thì kẹt một cái là cứ đi ra đường cứ bị người ta khen trẻ ra, bị người ta khen ra là cái thì ra mình biết được là mình bị trẻ ra, mình gọi là làn da mình được sáng ra, và mình có một cái sự gọi là một cái năng lượng đó anh, mà mình làm việc rất là nhiều giờ mà mình không mệt mỏi. Là lúc trước khi mà em còn vẫn còn làm dược sĩ thì em làm một ngày là 17, 14, 17 tiếng một ngày, và nó không mình Wow. không có mệt mỏi, dạ mình vẫn không mệt mỏi, nó cho mình cái năng lượng. Và một điều nữa là em thấy cái hệ miễn nhiễm của em được gia tăng. Cái bằng chứng là trong cái môi trường em làm đó là em tiếp xúc với rất là nhiều người bị bệnh, và bản thân em cũng chích ngừa cho rất là nhiều người trong mùa cúm. Nhưng mà bản thân mình trong môi trường người bệnh và làm chung với những người mà cộng tác với mình người bệnh đó, mình không bị ảnh hưởng anh, và sức khỏe của mình có thể nói là cũng là được ơn trên thương, và mình không có mình vẫn đi làm nhờ mình dùng những cái dòng sản phẩm này, và mình đi làm vẫn đều đặn anh. Thành ra em thấy được mình có cái sự dẻo dai, sự bền bỉ, sự trẻ trung và năng động anh. Dạ, cho toàn thể Wow, toàn tuyệt diện. Dạ. tuyệt quá các anh chị. À, bản thân cá nhân Văn thì cũng dùng cái sản phẩm H-Not Youth Lifespan này ngay từ khi từ tháng 9 năm 2015 khi mà nó Dạ. bắt đầu ra mắt thị trường thì Văn dùng đều đặn hàng ngày, mình không bỏ một ngày nào các anh chị ạ, cứ đều đặn một ngày 4 viên. Mình thấy sức khỏe của mình đã được cải thiện rất là rõ ràng, mình thấy mình khỏe mạnh hơn, nhiều năng lượng hơn, ngay kể cả về mười mấy năm về trước cũng không khỏe bằng bây giờ. Đặc biệt là mình có trí nhớ rất là tốt Đoan Trang. Trí nhớ tốt mình hay thù gà thù dai mình mà ghét ai mình không thể quên được đó. Đừng 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 có ai làm anh Văn buồn lòng đúng không? Dạ, ảnh nhớ rất có dai bây giờ đó nha. Dạ. Dạ, và trong suốt 4 năm nay thì mình không bị lại cái bệnh viêm họng hạt mãn tính làm phiền, và mình không bị ốm vặt nữa. Trước đây thì một năm có một vài lần cảm cúm là chuyện bình thường các anh chị, rồi mình bị cái bệnh viêm họng mãn tính từ cái lúc còn nhỏ đấy. À, mà bây giờ 4 năm nay nó khỏi sạch rồi. À, trước đây thì mình hay bị đau nhức xương khớp các anh chị, hay mình hay bị đau đầu gối, đau lưng, rồi mình đặc biệt là đau cái hông. Thế nhưng mà bây giờ nó đã được cải thiện rất là tốt rồi. À, mắt mình tinh hơn, tai mình thính hơn, mũi thính đến mức độ mà ngồi ở phòng làm việc này các anh chị, mà bà xã nấu ăn dưới bếp mà bắt đầu chín đồ ăn là biết là mò xuống rồi đấy. Rồi tóc của mình thì nó dày hơn các anh chị, nó khỏe hơn. Hơn một tháng Em nay thấy ngồi đèn nhà lắm đó nha, đèn mù luôn á anh Văn. Dạ. hơn một tháng nay mình ngồi nhà mình mới nhận ra là mình không đi ra ngoài cắt tóc được, mình thấy nó mọc mọc quá nhanh các anh chị ạ. Nó mọc, và trước đây thì mình sợ nó bị rụng lắm, nó sợ rụng nhiều đến mức độ mà mình đi ra ngoài tìm nhiều cái loại dầu dầu gội đầu, shampoo để mà chống rụng tóc và nó cũng không giảm. Bây giờ nó không rụng nữa mà con mọc rất là nhanh, phải nói là nó giúp cho mình có cái cường độ làm việc rất cao các anh chị ạ. Cơ thể nó bền bỉ, nó không bị mệt mỏi. À, và mỗi một buổi sáng thức dậy là mình đều tràn đầy năng lượng, mình không có cảm thấy mệt mỏi hay là ngại cái gì cả. Và Văn thấy rằng đây là cái sản phẩm tốt nhất của Pharmanex Nu Skin mà mọi người mọi lứa tuổi, đàn ông, phụ nữ, trưởng thành đều có thể dùng được, và nó duy trì cho mình cái sự trẻ trung, một cái sức khỏe toàn diện. Đặc biệt đây là một trong những sản phẩm tốt nhất của kinh doanh này. Nó giúp cho chúng ta đạt doanh số cao, triển hướng, nó giúp chúng ta có được nguồn thu nhập thụ động và tăng trưởng không ngừng. Dược sĩ Đoan Trang có thể nhắn gửi cho anh chị em nhà phân phối rồi anh chị em gia đình hít một cái điều gì đó nữa không? Xin mời em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thì anh nói rất là đúng, đây là một cái dòng sản phẩm mà mình cần phải dùng ha anh ha, bởi vì mình biết được là nó cũng như là mang cái tính cách giúp hỗ trợ cơ thể của mình trong cái quy trình gen á, và cái biểu hiện gen á, để mình có thể mà mình sao chép xuống đời con cháu mình nó được tốt hơn đúng không anh? Dạ, và không phải cho nữ không nha, và cả nam giới luôn, nhất là những anh trẻ từ 18 tuổi trở lên, đối với công ty là 18 tuổi trở lên là mình có thể mình dùng rồi ha các anh chị ha. Và trong thời điểm này á, anh, hơn bao giờ hết chúng ta cần phải chẳng những mà chúng ta cần phải nâng cao cái sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe của chúng ta, mà chúng ta phải cần cũng như là có cái sự cân bằng trong cái hệ miễn nhiễm đó anh. Thì giống như những cái yếu tố mà em đã nêu trên ở phần trên đó, nếu như mà cái hệ miễn nhiễm của mình, đề kháng của mình quá mạnh mà đến cái lúc cần ngưng mà không chịu ngưng thì nó cũng nguy đúng không? Tức là khi mà đang đánh giặc hăng say quá mà kêu ngưng mà không chịu ngưng á, và cũng nguy cho cái cơ thể mình, thì gây đến những cái hệ miễn nhiễm, gọi là cái những cái bệnh mà mãn tính, viêm, gọi là viêm trường kỳ đó. Thành ra đó là lý do tại sao trong cái thời điểm này các anh chị
chúng ta cần có một cái sức đề kháng cao trong cái bệnh dịch này, nhưng mà chúng ta cũng phải cần có một cái dòng sản phẩm để giúp chúng ta cân bằng cái hệ miễn nhiễm của chúng ta. Nhưng mà lỡ như chúng ta phải đối đầu với cái con đó, cái con virus này, thì cái cơ thể của chúng ta sẽ sẵn sàng chiến đấu và biết cân bằng và biết bên nào địch và bên nào là thù và bên nào là bạn, đúng không các anh chị? Dạ, thì đó là cái điều khuyên của em. Dạ. Wow, cảm ơn những cái kiến thức bổ ích của dược sĩ rất là nhiều. Bây giờ là trong vẫn còn đang trong cái giai đoạn mà chúng ta cần phải ở nhà, cần phải cách ly để mà bảo vệ cái sức khỏe cho bản thân cá nhân mình và cho gia đình và cho cộng đồng các anh chị. Chúng ta hãy tìm hiểu về sản phẩm, và chúng ta có những cái hệ thống rất là tuyệt vời của Kiếp có thể hỗ trợ chúng ta để mà kinh doanh trải nghiệm sản phẩm. Các anh chị ở ngồi ở nhà có thể order được và mình dùng sản phẩm, và mình chia sẻ những cái kiến thức bổ ích của mình chia sẻ những cái trải nghiệm của mình đã thấy sản phẩm nó tốt như thế nào. Mình vừa dùng sản phẩm vừa được tốt, vừa được khỏe cá nhân mình, và mình vừa có thể kiếm tiền kinh doanh các anh chị. Rồi, xin cảm ơn dược sĩ Đoan Trang rất là nhiều. Xin mến chào tất cả các anh chị gia đình Gift toàn cầu. Mến chúc tất cả mọi gia đình đều được cái sự bình an, và cầu cho cái thế giới này là sớm trở lại bình an, bình thường các anh chị nhé. Rồi, xin mến chào tất cả các anh chị. Cảm ơn Đoan Trang một lần nữa. Chào em. Em cảm ơn anh và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.